Thưa quý vị, người dân ở tại các khu 1256 phường Hà Khẩu, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh, sau những kiến nghị của người dân và phản ánh của cơ quan báo chí, thì mới đây Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của người dân trên địa bàn nhằm nằm trong ranh giới nghiên cứu rà soát của văn bản 3018 và sơ đồ 2318 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Long. Tại hội nghị, Tất cả các hộ dân thuộc các khu 1, 2, 5, 6 tham dự hội nghị đều thống nhất, đề nghị hủy bỏ văn bản 3018 và sơ đồ giả soát danh giới số 2318 ký ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nội dung văn bản 3010 và sơ đồ giả soát 2318 đã gây hoang mang trong dư luận, không nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Tập thể người dân cũng đề nghị hủy bỏ con đường nối từ trường Nguyễn Bình Khiêm đến khu công nghiệp Việt Hưng, cũng như hủy bỏ việc giả soát lấy đất khu dân cư hai bên đường quốc lộ 279 từ cổng công ty Vigracera Hạ Long đến ngã ba đường vào trường cao đẳng giao thông cơ điện Việt Hàn theo văn bản 3018 và sơ đồ giả soát số 2318. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long có văn bản trả lời người dân trước ngày 30 tháng 5 năm 2022. Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu cũng tiếp thu toàn bộ ý kiến của các hộ dân làm cơ sở báo cáo thành phố Hạ Long. Người dân các khu 1, 2, 5, 6 cho biết đến nay thành phố Hạ Long đã có thông báo về nội dung tiếp công dân định kỳ ngày 16 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên đối với nội dung của các hộ dân các khu 1, 2, 5, 6 hiện chưa có văn bản trả lời nhân dân. Trong khi đó trước đó lãnh đạo chính quyền thành phố Hạ Long cho biết sẽ xem xét huy bỏ dự án làm đường và việc lấy đất khu dân cư hai bên đường từ trường Nguyễn Bình Khiêm đến khu công nghiệp Việt Hưng. Người dân phường Hà Khẩu cũng cho biết họ sẽ tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến các cấp cao hơn tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan trung ương nếu như chính quyền thành phố Hạ Long chậm đưa ra phương án xử lý phù hợp, đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân các khu 1, 2, 5, 6 phường Hà Khẩu và đặc biệt sớm có văn bản trả lời người dân. Nhóm phóng viên đài truyền hình VTC sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh làm rõ các thông tin liên quan đến kiến nghị của người dân và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.